Kính thưa quý vị, như ở số trước chúng ta đã hiểu được chiến thuật vừa đánh vừa đàm của Việt Nam, đồng thời tạo nên sức ép trên bàn đàm phán khiến Mỹ đi vào thế khó. Đến năm 1972, một loạt các nhân tố đã đưa Mỹ đến quyết định cần phải thúc đẩy tiến trình đàm phán Paris, nhanh chóng đi đến một hiệp định để kết thúc cuộc chiến. Thế nhưng, Nixon lúc này lại đề xướng một âm mưu mới, trì hoãn đàm phán để leo thang chiến tranh. Vậy Việt Nam phải làm gì để đối phó lại những lật lọng của Mỹ trước thềm ký hiệp định Paris? Chúng ta cùng lịch sử quân sự đi tìm hiểu qua video số này. Năm 1972, Hoa Kỳ đứng trước thềm bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới. Tổng thống Nixon chịu sức ép ngày càng lớn từ phía Quốc hội và nhân dân Mỹ với yêu cầu nhanh chóng chấm dứt sự dính líu của người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thêm vào đó, Mỹ bắt đầu có những thay đổi quan trọng trong đường lối ngoại giao với các nước lớn, Liên Xô, Trung Quốc và có những mối quan tâm mới trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng lúc bấy giờ. Vấn đề các quốc gia Trung Đông đã được đặt ra và có sức thu hút hơn nhiều so với cuộc chiến tranh hao người tốn của đã kéo dài dằng dẳng tại Việt Nam. Lúc này, nhân dân Mỹ cũng đứng lên biểu tình phản đối bởi họ đã quá chán với cái cảnh con cháu họ đến một nơi mà chưa biết có thể tìm thấy xác mang về hay không. Ngày 8 tháng 10 năm 1972, ta và Mỹ đã thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Cụ thể là thỏa thuận chi tiết những nội dung sau. Ngày 18 tháng 10 năm 1972, chấm dứt ném bom trên bộ, ngừng giải mìn phong tỏa cảng biển ở Bắc Việt. Ngày 20 tháng 10 năm 1972, lễ ký tắt giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kissinger tiến hành tại Hà Nội. Ngày 26 tháng 10 năm 1972, lễ ký chính thức bốn bên tại Paris. Ngày 27 tháng 10 năm 1972, sẽ ngừng bắn trên toàn Việt Nam. Thỏa thuận là thế, nhưng Mỹ lại đòi lui thời gian biểu xuống 4 ngày. Đến ngày 31 tháng 10 mới chấm dứt chiến tranh. Tất nhiên vì thiện chí phái đoàn ta vẫn chấp nhận điều đó. Một tuần lễ sau, ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận được bức thư của Tổng thống Nixon khẳng định hiệp định coi như hoàn tất, hãy tin chúng tôi, lễ ký kết diễn ra đúng thời gian như thỏa thuận và tất cả mọi thứ đều được công khai minh bạch. Chính vì thế người dân Mỹ ai cũng tin tưởng vào Nixon và tiếp tục bầu cho ông ta. Với người khác, họ có thể buông xuôi luôn bởi Tổng thống Mỹ giấy trắng mực đen đã ký. Thế nhưng Việt Nam mình đã quá hiểu Mỹ, quá hiểu cách đàm phán ép buộc, mặc kệ người đối diện. Bởi Mỹ cho rằng với một vị thế nước lớn, bảo sao thì nước nhỏ phải nghe theo. Hiệp định Geneva đã dạy cho chúng ta quá nhiều về điều cháo trợn của Mỹ và Bác Hồ đã căn dặn rằng Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua khi trên bầu trời Hà Nội. Vào thời điểm mà việc chạm tay vào một hiệp định hòa bình đã rất gần thì những vấn đề mâu thuẫn mới lại đẩy cuộc chiến tranh Việt Nam vào một thời kỳ khốc liệt. Nixon lại tuyên bố ngừng đàm phán vô thời hạn để thực hiện leo thang chiến tranh tại miền Nam Việt Nam để tìm kiếm một giải pháp mới có lợi cho Mỹ. Câu hỏi đặt ra ở đây là Việt Nam phải làm gì khi Mỹ lật lọng trong quá trình đàm phán? Vâng, điều này đã nằm trong sách lược của ta từ trước, biết rằng sẽ có lúc Mỹ lật lọng trong vấn đề đàm phán. Vậy nên, Bộ Chính trị chỉ thị cho đoàn đàm phán Việt Nam thời gian không ủng hộ địch. Do đó, Mỹ muốn giải quyết mau để giảm bớt khó khăn của chúng, nhưng ta không bị động theo chúng. Trái lại, ta phải chủ động nắm vững thời cơ để thực hiện ý đồ chiến lược của ta. Hai phái đoàn Việt Nam đã đẩy mạnh đấu tranh trên mọi phương diện liên quan đến cuộc chiến, nhưng tập trung vào hai vấn đề mấu chốt nhất là đòi rút hết quân viễn chinh Mỹ, quân các nước đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam và đòi họ tôn trọng quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Chủ trương này được chính phủ nhiều nước trên thế giới ủng hộ. Dư luận thế giới cho rằng phía Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí hòa bình, kêu gọi chính phủ Mỹ sớm chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tại hội nghị Paris, ta thường xuyên tận dụng các diễn đàn công khai với những bài phát biểu chính thức, những bài chính luận sâu sắc nhằm tranh thủ dư luận. Ta hết sức coi trọng công tác vận động báo chí. Trong gần 5 năm đàm phán, hội nghị Paris đã tiến hành gần 500 cuộc họp báo. Xem đây chính là cơ hội quý để tranh thủ tố cáo sự ngoan cố của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Đồng thời, nêu cao lập trường chính nghĩa về thiện chí hòa bình, góp phần tích cực vào khối đoàn kết trên mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cách mạng Việt Nam, cô lập mạnh mẽ Mỹ, ngụy quyền Sài Gòn trên trường quốc tế.
tại Paris. Đoàn ngoại giao Việt Nam tại Paris đã chủ động, tích cực đấu tranh đòi hội nghị diễn ra như thường lệ. Cuối cùng, Mỹ phải chấp nhận nối lại thương lượng. Nhưng ngay phiên đầu tiên của đợt đàm phán mới ngày 20 tháng 11 năm 1972, đại diện chính phủ Mỹ tiếp tục đưa ra một số điều kiện mới theo yêu cầu có lợi cho phía Mỹ cũng như nghị quyền Sài Gòn. Trong đó có nội dung phủ nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đòi quân đội miền Bắc rút khỏi miền Nam, hai miền tôn trọng lãnh thổ của nhau, tôn trọng khu phi quân sự, yêu cầu ngừng bắn ở Lào và Campuchia cùng lúc với ngừng bắn ở Việt Nam, đòi các lực lượng vũ trang các nước Đông Dương phải ở trong biên giới quốc gia. Như vậy, Mỹ đã đòi sửa đổi hầu hết các chương dự thảo hiệp định ngày 20 tháng 10 năm 1972 như đã thỏa thuận giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ trước đó. Tại phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 1972, Kissinger đọc bức điện của Nixon, trong đó có đoạn viết: "Tôi ra lệnh cho Kissinger cắt đứt nói chuyện và chúng ta phải hoạt động quân sự trở lại cho đến khi đối phương phải đàm phán nghiêm chỉnh. Đảng ta nhận định đối phương sẽ có những hành động quân sự ác liệt hơn đối với miền Bắc, bởi trước đó quân Việt Nam Cộng Hòa đã thua quá đau trên chiến trường bởi trận Lam Sơn 719. Lúc này, Mỹ nhận thấy mình phải đích thân ra tay để lấy lại vị thế của một ông lớn." Đúng như vậy, Nixon âm mưu áp dụng một cuộc tiến công hủy diệt như đã làm với Bình Nhưỡng trước khi rút quân khỏi Triều Tiên. Qua đó, ép Việt Nam nhân nhượng thêm. Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1979, Nixon đã ra lệnh cho không quân và hải quân Mỹ mở trận tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào miền Bắc Việt Nam, trọng tâm là Hà Nội và Hải Phòng, dưới mật danh là Linebacker 2. Với ưu thế của siêu pháo đài bay B-52, Mỹ tin chắc rằng Bắc Việt Nam sẽ quay về với thời kỳ đồ đá và lập trường của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa buộc phải mềm dẻo hơn trên bàn đàm phán. Vậy câu hỏi đặt ra là B-52 có gì mà khiến Mỹ tự tin đến vậy? Phải nói rằng siêu pháo đài bay B-52 là niềm tự hào của không quân Mỹ. Để bắn được B-52 là điều vô cùng khó bởi những thông số trang bị được lắp vô cùng tối tân. Mỗi máy bay có chiều dài và rộng sắp xỉ bằng một phần sân vận động. Chiều cao một chiếc máy bay tương đương với tòa nhà 4 tầng. Vận tốc tối đa của nó lên tới 960 km/h. Nếu theo đường chim bay ra Hà Nội 1.000 km, B-52 chỉ mất 1 tiếng đồng hồ. Và cái đáng sợ nhất của nó có khả năng mang được 30 tấn bom, có thể bay liên tục 9 giờ đồng hồ không tiếp dầu. Cùng với đó, nó còn rất nhiều thiết bị điện tử để tên lửa không thể phát hiện. Một thiết bị gây nhiễu có giá tương đương với một chiếc máy bay chiến đấu cơ F-4D. Bằng những kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương, và Mỹ tin rằng B-52 là bất khả xâm phạm. Chính vì vậy mà Mỹ tự tin giải bom trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng. Với sự quyết tâm bảo vệ vững chắc thủ đô Hà Nội, quân và dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu đánh bại cuộc tập kích chiến lược của Mỹ vào Hà Nội, kéo dài hơn 12 ngày đêm. Nixon đã đánh giá khá sai lầm về việc mang B-52 ném bom miền Bắc. Trên thực tế, bởi từ trước đó, chúng ta tìm hiểu và cách khắc chế B-52, thứ mà được xem như niềm tự hào của không quân Mỹ, khiến cho B-52 dụng như sung và rất nhiều phi công trong đợt oanh kích này đã bị ta nhập hộ khẩu tại nhà tù Hỏa Lò. Mà chính sau này, người Mỹ mở một cuộc giải cứu ngay trên đất Hà Nội với chi phí về thời gian, tiền bạc rất tốn kém, và cuộc giải cứu này kênh xin được giới thiệu vào những số khác. Quay trở lại với trận đánh đó, chiến thắng oanh liệt Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không tạo thế vững mạnh cho hai đoàn đàm phán của Việt Nam khi bước vào vòng cuối cùng của cuộc đàm phán tại hội nghị Paris. Điều này đã làm cho Mỹ và lực lượng đồng minh phải thất vọng, khiến Mỹ đã phải chịu những tổn thất lớn chưa từng có. Thiệt hại lớn nhất của Mỹ khi thực hiện cuộc tập kích bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam không phải là thiệt hại về mặt tài chính, quân sự, mà chính là sự mất uy tín trầm trọng trên chính trường Mỹ và chính trường quốc tế. Tờ Washington Post cho rằng Nixon đã thi hành chính sách ném bom tàn nhẫn và khó hiểu về mặt chính trị, đến nỗi hàng triệu người Mỹ phải xấu hổ hoài nghi về sự sáng suốt của Tổng thống. Thất bại của chiến dịch Linebacker 2 đã đập tan hoàn toàn hy vọng của Mỹ về cuộc tìm kiếm một chiến thắng quân sự tại Việt Nam và kết thúc cuộc chiến tranh này trong tư thế của kẻ mạnh. Quay trở lại với bàn đàm phán, dù bị mất đi một số nhân nhượng từ đối phương, nhưng một hiệp định ngoại giao để kết thúc chiến tranh và rút nhanh khỏi Việt Nam trước khi đồng minh sụp đổ
là lựa chọn tốt nhất và duy nhất mà Mỹ có thể làm vào đầu năm 1973. Thắng lợi của hội nghị Paris bắt nguồn từ những thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, của sự phối hợp nhịp nhàng giữa đấu tranh trên chiến trường với đấu tranh trên bàn đàm phán, là điển hình của việc kết hợp chủ trương vừa đánh vừa đàm của chúng ta. Đúng như lời Bác Hồ dạy, thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái chiêng có to tiếng mới lớn. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký tắt giữa đại diện của Việt Nam Cộng Hòa, cố vấn Lê Đức Thọ và đại diện Hoa Kỳ là cố vấn Kissinger. Đến ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định được ký chính thức. Hiệp định Paris về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Với Hiệp định Paris, ta đã đánh cho Mỹ cút, một thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho Ngụy nhào, thống nhất đất nước. Khi đã ký được Hiệp định Paris, buộc Mỹ phải rút quân. Thế nhưng con đường tái lập hòa bình tại Việt Nam còn đầy chông gai, bởi chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu vẫn là thách thức lớn để nối lại hai miền Nam Bắc. Vậy chúng ta đã làm gì để lật đổ Ngụy quyền? Nguyễn Văn Thiệu đã suy nghĩ gì khi bị Mỹ bỏ rơi? Và câu hỏi này sẽ được giải đáp ở số sau trên kênh Lịch sử Quân sự vào lúc 19:30. Còn các bạn nghĩ sao về cuộc đàm phán này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.